Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì chiều nay mấy anh em sẵn lau mộ cậu Năm nè cô chú anh chị ơi. Mẹ mèo, đi vô lau mộ ông Năm nè. Đi vô đây lau mộ ông Năm đi, chúc chú Hải lì xì nè. Thì mấy mèo đừng có lì nữa, là chú Hải lì xì nè. Thôi để chúc Hải sau, đi vô lau mộ ông Năm nè. Đó, giờ người ta sạn lau nè, thấy không? Rồi bé mèo đi lấy giấy khăn ướt đi. Rồi. Bất kỳ hôn nhận được lệch chưa? Thôi, bây giờ mình đi làm.
gỡ lệch chưa? Chưa gỡ lệch đúng không? Ba nè, có chú Niu ở đây nè. Bé Mèo hứa là bé Mèo không có mốt, không có hổng, chú Niu, chú Minh, chú Quốc với mấy người lớn ở đây nha. Nha. Chú Mèo hứa đi là chú Hải lì xì nè. Hứa đi. Rồi, mất nếu mất cỡ là không lì xì luôn đó. Phải hứa đàng hoàng nha. Đây anh Minh, Minh lại đây quay bé Mèo nè. Quay bé Mèo nè, hứa đàng hoàng là không mốt không có hổng nữa nè. Đứng ngay lên. Mèo đứng ngay lên. Mèo đứng ngay lên nè. Nè để dựng máy đi nè. Hứa nha. Phải hứa mà mới lì xì nha. Sáng đã rồi giờ cũng vậy à. Đâu rồi bé Mèo đâu rồi? Lì quá là bé Mèo. Mèo lì quá không quen nữa. Thôi mèo đừng như vậy đó. Bé Mèo đâu rồi? Cậu kia là làm gì Mèo? Mèo. Nè nè. Người ta nhận tiền là người ta phải hứa nha. Lì con trời, lì xì đúng không? Hải là lì xì 100.000 luôn ha quý vị. Hứa đi nha, hứa là mai mốt là không có hổng với mấy chú lớn ở đây nữa nha. Nha. Lên lường vô tức. Rồi cho tiền, lấy nhận tiền người ta là có cảm ơn không vậy? Cảm ơn con. Thật tay là đàng hoàng. Đó, vậy hứa là mai mốt là không có hổng với người lớn ở đây nữa nha. Ly chưa? Hứa rồi đó. Đó, có chú Niu và chú Minh ở đây làm chứng nha. Bé Mèo bắt rồi nhận tiền khủng của chú Hải luôn ha. Là không có lì nữa nha Mèo. Đó, bé Mèo người ta hứa là nha cô chú anh chị. Hứa không có lì nữa nha. Ngày mai mà còn chữ là lấy chữ hả? Kiện nha. Cầm chữ nó làm hành động gì lạ lắm, nó lại anh gì đó. Dạ. Ờ. À. Thôi giờ mình đốt nhang cho cậu đi. Rồi cho bây giờ con né qua một bên một góc dưới hàng thảo đi. Mấy chưa mấy chín chục quay rồi. Nó chiều lau mộ cậu xong xuôi rồi à mấy anh em em cũng thắp nhang rồi, bây giờ chúc tới mấy anh lớn thắp nhang nha. Ai dắt nhang lên ông Đồng vậy? Ừ. Đốt nhang từ từ đi, ai đốt trước đi, anh yêu đốt đi. Em mới đốt rồi đó, giờ mới tới mấy anh lớn đốt đi. Đốt nhang từ từ nha quý chú chị. Cho cái này quý nó tàn nhang rất quá tàn.
Rồi đó, chiều anh đem lau mộ. Rồi mấy anh em thắp nhang đi, là mình cũng tin kết thúc video tại đây của chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Ông bà cô chú có xem kênh của Bùi Hải Vlog, có thương Bùi Hải cho Bùi Hải xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký để kênh Bùi Hải được phát triển thêm. Rồi Bùi Hải có động lực để làm những video hay nhất tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. À, Bùi Hải cũng xin một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ kênh của Bùi Hải ạ. À.